Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, trong 24 giờ qua, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 91 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại 8 huyện thị xã, trong đó đa số là các ca phát hiện tại khu vực phong tỏa ở huyện Văn Lâm, Yên Mỹ và công ty Hương Long ở huyện Khoai Châu. Hầu hết đã được tiêm vaccine. Huyện Văn Lâm ghi nhận thêm 17 ca dương tính trong khu phong tỏa thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh. Hiện đã lấy được trên 5.400 mẫu xét nghiệm tại các khu vực phong tỏa ở thị trấn Như Quỳnh. Huyện Khoai Châu ghi nhận thêm 36 ca dương tính, trong đó 34 ca tại khu phong tỏa công ty Mai Hương Long ở xã Dân Tiến. Huyện Yên Mỹ ghi nhận thêm 18 ca trong các khu phong tỏa. Huyện Ân Thi ghi nhận 6 ca liên quan đến công ty Mai Hương Long và công ty Mai Minh Anh. Thị xã Mỹ Hào ghi nhận 6 ca là các trường hợp đã được cách ly. Huyện Kim Động ghi nhận 3 ca, huyện Phù Cừ 2 ca, 1 ca ghi nhận qua xét nghiệm sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa Phú Nối và 1 ca là nhân viên y tế đang điều trị cho F0 ở Bệnh viện Nhiệt đới Hưng Yên. Hiện có trên 15.000 người phải cách ly y tế, trên 80 điểm phải phong tỏa, có gần 230 chốt kiểm soát đang hoạt động.